cô? Tôm có 200 ngàn. 200 ngàn wow. Mắm ruột. Ờ, mắm ruột chứ, lên đủ đủ. Chương trình Vlog mến chào quý cô chú và các bạn. Hôm nay chương trình rất vui gặp lại cô chú anh chị các bạn trên cái video là chương trình đi quay chợ Nàng Mau chú chị. Chợ Nàng Mau này là nằm về huyện Vị Thủy, thành phố Vị Thanh nha. Bữa nay mình cập nhật lại cái chợ quê này, cái vào mùa mưa này bà con buôn bán như nào, có cá đồng được nhiều không cô chú chị? Hình như mà trước đây mình có quay một năm rồi, mình có quay chợ Nàng Mau rồi đó. Rồi năm nay mình cập nhật lại cái bà con buôn bán như thế nào. Với hai nữa là vào mùa mưa nè, bà con buôn bán mua bán cá đồng là có nhiều không nha. Đây mình đây, hiện giờ mình đứng đây là mình đứng ngay cổng chợ Nàng Mau. Chợ này lúc trước nó nằm bên đây á, bây giờ chợ Nhà Lồng á di chuyển về bếp bên kia nha. Còn đây như chợ như chợ Chầm Hổm hay chợ Nhóm thôi quý vị. Sau đây là cái hướng về Long Mỹ, cái ban tường Long Mỹ quý vị. Còn ở sau lưng mình á thì về Hậu Giang nha. Thôi bây giờ mình tiến qua, mình tiến vô chợ về chợ coi. Đây, ở đây là trước ngay cái cổng chào nè. Dài nha, sơm là đậu. Quá trời nhiều. Đây, khu vực cấm đậu xe đường vào chợ. Còn đây thấy có mấy cô bán bánh. Bánh nhân gian, bánh xôi rồi. Ồ, bánh xôi cô, wow, với mày hết rồi ha. Dạ. Yeah. Rồi bên đây xôi gì, xôi gì đây? Xôi vị. Xôi vị nha. Xôi vị ngon lắm á. Trời ơi, ok á. Bánh ú, bánh kem mà. Rồi sáng đi chợ hả cô, chợ mua bánh vậy ha. Bánh về cho cháu ha. Dạ, mình ăn luôn ha. Là bánh ú. Dạ. Vậy ha. Nó có mình bảo quản 2-3 ngày được ha. Wow, chất lượng nha. À, trời sáng thì chợ rồi, ẩm con kỳ. Thôi giờ mình tí gì vậy trong. Bánh này này có bánh kẹp á, ba bán bao nướng cái đó gì hả cô? Dạ. Dạ trời, ngày nướng mấy chục cái. Còn mấy cô ở chợ đó cô chú chị có nghề bán bánh, cái đầu ra nướng ngồi bán nướng, bán tới đâu nướng tới đó, bánh rất chất lượng nha. Rồi bán xúc xích nè mà nằm nướng hả, cho bác chia sẻ chút anh chị bán này bánh gì đây vậy, với người bán là vậy cá này chả chứ mấy bánh nè, trời nhìn nó thèm cái gì giống bánh quá vậy. Là cái gì? Cái ảo. Cái ảo hả? Rồi chị bán gì giờ, bán sao? Ký 120 ngàn. Ký 120 ha. Wow. Năm chẳng nha. Rồi cái nem nướng này bán sao? Đây. Cây 12 ngàn. Cũng cây 12 ngàn ha. Wow. Nhìn thấy ngon nha. Dẫn đó. Cái ảo này chị nạo ra chị làm bán luôn hả gì? Thành nhà hết trơn ha. Wow, quá hấp dẫn nha. Chất lượng á. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Núm này núm gì đây? Núm rơm hả? Chứ không phải núm kia hả? Núm kia tòm hết, kia đó vắng vắng với đem ra phải không? Bán một điểm mà bằng hàng không bán. Vắng, vắng người với đem ra ha. Trời, bán nấm mà bán dưa leo nữa, bán cam nữa hả? Ở nấm á, cái mua con gà vậy hấp nấm ha, thế nào xỉu hả? Xỉu không bán thì có tiếp viên như thế hả, bán người có người lựa chứ hả? Hả bán rồi luôn. Rồi nay cam dưa leo rồi, là ở nhà trồng nhà gì anh ruột?
À, mua đi bán lại. Mua đâu mà anh đâu lại? Vậy? 5 ngàn. Ờ. 50 ngàn ký. Chà, thì 5 ngàn. Ừ. Bán rẻ thôi, bán rẻ thôi, 100 gram 5 ngàn đó. À. Đi đâu nó cũng vậy đó. Ừ. Rồi gom. Có. Ở đây có. Nói gì vậy? Cuối tháng à, cuối tháng là tặng. Cuối tháng này. Tặng cho đứa chim dài được rồi. Cơm đi là mình lấy tiền hàng. Ừ. Nó gom làm nhà vậy. Mua đi bán lại luôn. À. Núm này vừa 5 ngàn nha. Núm này vừa ngon nè, nhầm cái nhầm chỗ thôi, nó làm núm quá trời bự luôn nè. Bự núm màu khác. Núm khác hả? Ừ, cái giống ăn nó. 5 ngàn, mua về vậy. Xuống lại đi, đậu lại nó đi, có ai đâu hả? Núm gom 50. 5 ngàn. Núm bự, nó bự ăn nó mềm. 100 gram núm bằng ký dưa leo á. Ừ. Dưa leo 5 ngàn hết bớt rồi chứ. Không bớt được đâu. Đó, có chị gái này là lặt bán gom về lặt sạch chân chơi, cô về cô chú khỏi lặt ha. Lặt bớt xanh bớt gom á. Ừ. Cho dễ nhịn. Hai người ta bận thì người ta lấy cái này. Ừ, về khỏi về cửa sạch cái về cửa cái nấu ha, chế biến được rồi. Sơ sơ. Hiểu lại nó cũng được. Cái nào cũng núm không mà có gì đâu lựa. Lựa chơi. Hả? Bự có nhỏ có mà. Có nhỏ có. Chơi ăn tét. Mượn nón đội đây, bữa nay mưa quá mượn nón hỏi chút anh. Cho. Cho mượn nón đi, cho cái núm. Đàn ông mà đây. Đàn ông mà núm bự phải hay mà bà núm bự chê ha. Lựa nhỏ không ơi, núm bự không chịu luôn ơi. Nhỏ nhỏ chứ. 35 ngàn. Đúng gom đi con. Trời ơi trời, trời gì. Ê bé ơi. Cho lên TV luôn ơi. Lớn vô. Lên TV luôn hả? Ừ, về cho ông ngoại nội ông nội rồi coi. Dưa leo bao chị đắng. Đắng khách ra cho em. Rồi đúng rồi, rồi ba nấu đắng này bưng ra chả cho ổng. Chả cho ổng không? Chả gì mời bà bưng ra đi trốn tiền rồi. Chả cho ổng là cái làm cái đó làm vậy em khỏi ra rồi về em khỏi nấu đồ ăn nữa, mua được cơm có ăn cơm luôn. Ăn luôn à, khỏi giống mì cơm. Chế chế dưa leo này nó cũng biết luôn á. Ngọt ngay luôn, ngon luôn, dưa leo mới mà. Dưa leo 5 ngàn đó coi. Rồi chúc anh bán đắt hàng nha. 5 ngàn đó ra. Rồi cảm ơn anh ruột. Lan phải ngọt, đúng không? Ngọt ngò táo rồi bán bánh gì coi live stream hết gì rồi cho xin chia sẻ qua chia sẻ chút nha, quá trời nhiều lô bánh luôn rồi. Rồi bánh gì mới gì ra ông câu ơi, được không? Bánh đúc, bánh lá, bánh khoai mì, bánh chuối, bánh bò chè, bánh chả lợn, bánh đúc hả? Rồi ta đây cái tiệm bánh này bút câu cổ rồi tên gì đây? Nick Facebook Thái Trang chứ không có tên. Ờ, Thái Trang rồi, cô mời cô chú chị ra trang chấu đường cầu Nhà Lòng chợ Dị Thủy nha, ra ủng hộ ra bánh cho chị nha. Wow, quá trời nhiều loại bánh luôn cô chú chị ơi. Bánh dân gian không à. Bánh này ăn rất chất lượng cô chú chị ơi. Tao nói kẹp. Wow, thấy bánh kẹp ha. Rồi, đây rất nhiều loại bánh nha, mời cô chú chị ra ủng hộ cho chị nha. Rồi có xem. Có xem vô kênh Trung Tình Vlog xem nha. À, Trung Tình Vlog. Ừ. Trung Tình TV cái này chắc đăng lên cho Trung Tình Vlog. Trung Tình Vlog. Rồi. Tại vì trên YouTube. Trung Tình Vlog. Dạ, rồi. Rồi. Bán bánh khóm mà gọt sẵn chân đây ha, có gọt sẵn bánh ký bánh trái cô trái ha. Dạ rồi, này bánh cam ra rau rau dừa không có cái gì. Rồi chúc mấy cô bán mau hết hàng nha. Rồi ở đây bán cá gì hột măng nó một bành không mà mưa chứ không, măng quá trời bự. Ăn quá trời tốt rồi cũng vậy.
diễn gì vậy phía trước không? Ở đây thấy bán ốc à, cái gì ốc như này, ốc ốc quắn này, quắn với cuộc này à, biển quắn ốc bu đó, wow, quá chi rồi, qua đây ốc bu đen. Bán à, cốc cái này à, cốc à, hết vụ rồi, bán cốc rất nhiều, cốc trái bự luôn, cốc này cốc cày, cốc cày với cốc non tái. Ốc quá trời nhiều, quá trời ốc. Ốc này ra ra ao mương nữa, bác hồi rất nhiều nha, với kinh nữa con gì. Cái cây ở đây cào tàu bắn chuối quá trời chuối, gà chim. Wow. Tôm này quá trời ơi, cái xanh hàng này tôm này à, tôm sông hay gì đây? Tôm này bán nhiêu ký cô? Tôm đó 200 ngàn. 200 ngàn nha. Wow. Tôm này bự ngon nha. Tôm sông là ăn chắc thịt đó. Cá rô phi ha. Cá bằng sẵn hết trơn. Trời, cá lóc mà, cá lóc đồng. Rồi chúc cô bán mà hết hàng cô. Mệt quá trời nhiều cái cây. Ở đây phía trước à, mình à, quay bên đây rồi mà bên đó là bên nhà lồng chợ đó quý vị. Bán rau gì, quý vị dài bán vậy? Rau má. Rau má nghe chẳng lồng ha. Ăn lồng. Trời đất ơi. Dạ, yêu vậy luôn hả? Rồi, ở đây như dưới này à, nhóm chợ cá rồi quý vị. Xuống đây. Đây. Đây bán à, vịt gà quá trời nhiều. Vịt gà sống mà bằng sẵn rồi có đầy đủ cho nghe quý vị. Này bán nấm mà kia sao hồi nãy chị nó có vô hổng chị bán ở bên Duy Thanh đó hổng rồi em bán bên Duy Thanh nè anh tên gì đây nè rồi chưa kênh chung tên đúng rồi có xem không đó. Rồi bên này gặp ở đây nữa nha bên này nấu cá này cá mồi hay gì cái như cá mồi đúng không cái đó cá mồi rồi chị bán ký hay bán con dạ em bán con dạ con bốn con 30 con 10 ngàn con bự này 30 cho con 10 ngàn nha bự nhỏ nha bắp bự này là 30 rồi thì cho giá là có đầy đủ rồi nhìn thấy nó sót hấp dẫn nha dạ rồi nhìn thấy nó thơm nha ba khía trồng sẵn gì vậy bán làm sao ký 160 cháo nha rồi. Dạ rồi cái này bên cái gì gỏi đủ đủ ha hả dạ mắm ruột ờ mắm ruột chứ lên đủ đủ ký 100 ký 100 ha dạ rồi chị bán này mà mỗi mấy bữa chị di chuyển đi ngang chợ ngày nào em cũng đi chợ nhưng mà đúng tuần là em qua thứ tư là em qua đây à thứ tư là qua Dì Thủy ha dạ thứ tư là tuyệt vời
thiện. Rồi Duy Thanh là thứ nào, thứ mấy? Thứ bảy, thứ hai. Rồi. Anh là thứ bảy, thứ hai. Rồi sẵn giới thiệu lên luôn đi, thứ mấy ở chợ nào, cho số điện thoại luôn đi. Có khi nào bà con muốn ăn á thì liên hệ với chị, thấy gần gần là liên hệ với chị. Thứ chủ nhật đó thì em đi đâu ta? Đi Cà Mau. À, Cà Mau ha. Dạ. Có chợ Cà Mau nữa. Dạ. Rồi thứ năm thì em xuống Quả Lộ. À. Thứ tư thì em ở đây, thứ ba thì em qua Long Mỹ. À. Thứ hai thì em ở Vị Thanh không à. Rồi. Điện thoại của em hả? 0932 932 359. Ca cao Ngọc Sứ rồi, có ca cao Thị à. Rồi, có ai muốn ăn á thì liên hệ với chị ăn, với thấy gần đây cái đầu chị ship không? Ship luôn ha, ai muốn số lượng nhiều ship luôn ha. Dạ. À, có chị bán mấy món này rất hấp dẫn luôn chứ gì, rất ngon nha. Cái này em bán cho Hàn Quốc nữa đó. Đi đâu, dạ, ra đây. Em cho Hàn Quốc cho ta. Chợ ở đây mà xuất khẩu ở nước ngoài luôn ha. Tại ship, đâu ship đâu nước ngoài ha. Bạn, chị đi á, chị thấy ngon á. Chị bán là mấy món này là ăn cơm mà rất ngon rồi, cũng chị ơi, ăn là này để nồi luôn. Rồi con chị muốn ăn thì liên hệ với số điện thoại có chị nha, chị cái trong một tuần là chỉ di chuyển hai ba chợ lên cô chú chị ơi, chứ không ngồi một chỗ. Rồi chúc chị ba bán là đắt hàng nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Rồi bên này bán đồ đồng mới vậy. Đồ đồng rất nhiều. Đó, chi cá gì cá hung lĩnh, cá chạch. Rồi cá chạch này lúc này hiếm luôn chú chị. Cá này chạch đồng. Rồi cái trong ngoài cá chốt. Cá chốt một đồng gì đi. Chị lấy 300 gram cá chị. Rồi, cá lóc. Cá lóc cái gô quá bự vậy. À, mưa đúng chứ. Đây bán rau đồng, cá chốt, cá bà nè, cá bự bự không. Cá bóng. Cái gì vậy, sao? Sợ dính tiếng hay gì vậy? Tính hình dính tiếng là em tiếng chưa? Dính hình thì thổi quay. Là quyến hình cắt bỏ. Kênh Chú Tình nè, quen lóc. Cá chốt bán nhiêu ký đây, quá trời cá chốt luôn rồi. Rồi, có cá chốt này khá ngon ha. Cá chốt này về kho tiêu ha. Giá thị trường mà. Ừ, nó rẻ quá trời, cái là nó 100 nghìn. Ta đi ra ngoài ta mua giá vậy, bà cho bà nó láo, ta mua được. Nó 100 cái tôi mua hết trơn xệ luôn. Tôi mua hết 100 xệ, tôi về cái vừa tôi bán 120. Nói chứ mà. Nói chung mà cá này thì cái tùy theo thời điểm. Cái giá thì tùy theo lúc mà. Không có ổn định. Đúng rồi, nó không có ổn định. Cá chốt này về con tiêu rất ngon nha. Dạ. À, tép nữa hả? Tép cho bán nhiêu ký? Tép 200. Tép này bự bự luôn nha, này tép tiễn hay gì? Tiễn. Ờ, quá thì bự luôn, cá bằng sẵn gì bán nhiêu ký? Tầm tâm hả? Không hỉnh hả? Tầm tâm 15 ngàn. Ờ, cá mấy cá này mà về mà khô cái là nấu một cháo trắng ăn là mát. Rồi chúc cô bán mau hết hàng nha. Rồi. Cái lằn quá nhiều cái gì, cái lằn là sống không. Cái lằn gì? Cái lằn bán nhiêu ký cô? 120. Cái lằn bự bự luôn cái gì? Mình giờ ở Gia Thủy giờ rất nhiều loại cá. Rồi, ngày tôm là tôm sông. Trong hòa lương nữa. Rồi, bởi vì nãy trên trời mình không thấy cá, xuống đây cá nhóc nè, mưa xuống quá trời cá luôn. Cái máy bắt là cũng nghe, đừng nghe. Bán coi như bán cái mấy thao này bao nhiêu người ngồi bán rồi hả? À, 4 người bán. Người ngồi bán thao hả? Ba người
bắt bảo vệ hả? Cô sáng ở chợ bán đồ vui quá. Đó là vào chuột là bự ngang trong này cũng cũng nhum hay vậy. Dạ, nó chắc cơm nhum này ngon lắm á, cơm nhum này mới mặn, nó không bự không anh. Dạ. Này này về ốp chao nướng. Rồi chúc mấy cô bán hết hàng nha. Dạ, bán đắt. Rồi rồi mấy cô vô qua mình chuyển qua đây à. Sáng à mà không mưa cũng chi vậy. Má trời cá đồng luôn, chuột nữa. Cột này mùa này chuột rất nhiều, trời nước nổi xuống. Cá rô quá bự. Rồi. Cá rô quá bự, chắc cá nuôi quá. Vô đã đúng. Để lâu quá rồi. Rồi phía dưới đó là phần gà gia công hay gì vậy? Đó chuột bắt mày vườn hay gì? Không có bắt mày đồng. Bắt trong đồng trong vườn. Hello. Ngoài đồng ngoài vườn phải không? Wow, chuột ngoài đồng ngoài vườn rất ngon nha, chuột là ú á, mập á. Ừ. Chuột chuột trong nhà là chuột chuột khác phải không? Ừ. Còn trong nhà nó khác nữa. Trong nhà khác nữa. Trong nhà đấy là chuột trong thùng. Trong thùng. Wow, là bán cá quá, nghe chưa? Bán dễ quá. Ốc à, dạ. Quay là chia sẻ lên nha bà con đây mùa mưa. Rồi bây rồi. Nãy tôi quay ông rồi đứng rồi, ông hoài ông nghe ông lên mấy chuyện. Ốc ốc với cá lẩu kiến nha, cá lẩu kiến trời, cá lẩu kiến này có về cái ốc xả chiên bán gì nhiêu ký cho cô? Hả? 50 hả? Wow. Cá lẩu kiến có trứng luôn ha. Qua ông qua đi. Dạ, quay chia sẻ cho mấy bà con ra mua. Dạ. Ốc này ốc ao vàng hả cô? Ốc vàng. Vậy bán gì bán sao? 50 ngàn ký. 50 luôn hả? Wow. Ốc này về kho xả luôn nữa, rất ngon luôn như vậy. Ở đây, đây giờ cái ông cũng có kinh hậu rồi của chú gì. Kinh hậu này để cho bà con nào vận chuyển hàng hóa ra đây đem ra chợ bán của chú gì. Nào, sáng là bán khô rồi đó bụng ha. Rồi, rồi giờ qua đây coi. Cái cây cầu đó của gì, cái cầu bên đó là di chuyển mình đó đi qua cái nhà lồng ha. Nhà lồng huyện nhà lồng chợ Nàng Mau bên đó chú gì. Tốt trước. Thôi giờ di chuyển luôn chứ gì. Wow, cái này cá lẩu kiến quá trời luôn chứ gì. Dạ. Quay phim. Quay phim đưa lên qua nước ngoài cái giả hay gì? Hả? Giả nước ngoài hết cá hay gì? Ở ngoài cái bà bên bản nó xem mình ở Việt Nam mình ở đây giờ mùa mưa thu hoạch cá nhiều không? Có cá là bự không? Có con cá có chút xíu vậy nè. Dạ. Cũng ngồi hết luôn nè. Cái nhà nhỏ bắt hết rồi. Dạ. Có tới đâu cá bự hả? Nó bự đâu. Sao ngồi đây sao sợ nó rụng cái gì mà đội nó mà hiểm. Rụng gì đâu, không có nóng lá rồi đưa cái đầu ra nắng quá thôi đội chị đi cho nó cho nó ấm phải không? Cho nó ấm. Té khỏi sao đau đầu nữa. Bán gà cá này giờ đi bắt ngoài ruộng về bán cái gì? Dạ này bán ngoài ruộng. À, đặt giới đặt lú rồi ha. Dạ. Ông chồng kiếm ơn bán ơn luôn. Vậy hả? Ông chồng đâu rồi? Ông đó, bắt. Ông chồng đưa ra đây rồi lên quán nước ngồi đợi rồi. Trời, sướng vậy. Ông kêu bán đây, kêu về, kêu ông về ông ở nhà ông bắt cá đi, đây bán tiếp. Mình chiều về mới kiếm nữa. Dạ, mình bắt kiếm nhất chiều ha. Dạ, chiều về mình đặt khuya mình chở sáng đi bán nữa. À. Rồi vậy đây công ổng đặt về thì bà nhà bà bán đi. Uống cà phê ha, có sức khỏe ăn tối đi bắt nữa phải không? Dạ. Tại bên mặn là ít chứ nhiều ổng cũng bằng tiếp nữa. Ừ. Rồi chúc chị bán đắt hàng nha. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều. Rồi có xem vô kênh đi, có xem vô kênh Trung Tình Vlog xem nha. Kênh Trung Tình hả? Dạ Trung Tình Vlog. Rồi em coi đó chưa lắm đó. Dạ. Em coi em lên tỉnh rồi xấu cỡ mà. Rồi đẹp. Mấy người mà bán hàng ở chợ là trời xấu cái nào là lên tôi quay lên là đẹp hết rồi. Rồi ai cũng đẹp hết á. Rồi lên thấy
ta quay cái bà nặng lô kiến đẹp rồi đó có người. Đó thì quay hai bà luôn đó. Hả? Ừ. Lô kiến hay lắm. Lên video là tôi tô kem thắng là tôi tô lên trên luôn à. Khỏi cần mua ổng mua ổng kêu trên. Rồi thôi lên xem ủng hộ nha. Rồi cảm ơn nhiều. Wow, ở đây ai cũng bán cá bằng sẵn cho về bà con khỏi mần ha. À, cá sặc kia bán này như cái bằng sẵn đó cô. Sẵn 60.000 cái. Dạ. 60 hả? Wow. Cá này ngon nha, cá này cá không cái rảnh mình lát cà phê khô cũng ngon lắm, phơ khô để ăn cháo trắng. Nó về có phơ khô cũng ngon. Có tiêu. Dạ. Có cô rồi, cô bắn mắm gì, bắn guốc mà bạc khía vậy đây. Wow. Bạc khía. Này dưa gan ha. Wow. Ở tới Phật Phúc ha. Mắm cá lóc. Quay chia sẻ chút. Gì? Quay chia sẻ chút. Quay cho lên video. Kênh gì? Kênh Trung Tình Vlog. Gì? Kênh Trung Tình Vlog. Dạ. Nơi đâu cái gì? Bán ngày nhiêu tấm? Hả? Cái gì? Nhà đâu? Hả? Cái gì? Nhà đâu? Không có nhà hả? Mẹ ba mẹ đâu? Hả? Không có mẹ luôn hả? Rồi dở gì ai? Cái gì? Ơn hả? Nhà đâu gần đây không? Nhỏ. Cái gì? Nhỏ. Ở đâu? Nhiêu tuổi rồi có đi học không? Không hả? Rồi sao đi ra đây xích ra đây cho chắc chống cho cô bán đi. Rồi sao không có nhà cửa rồi ở với ai? Hả? 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 Rồi ăn uống rồi sao? Hả? Tên gì? Hiếu. Hiếu hả? Rồi hồi nay giờ có học không? Không luôn hả? Rồi cha mẹ đâu không biết luôn hả? Bây giờ ông nội ngoại ở đâu? Hết luôn nhiều nghe anh trai. Rồi cái chuyện đấy lát chú xuống dưới. Cảm ơn chú. Sao cảm ơn chú. Vậy là ở dưới hồi nào giờ gì mấy cha mấy mẹ con dưới. Ở dưới cái này. Ở bao nhiêu năm rồi? Em cái này không biết mà. Dạ biết hả? Mấy này là ở phái cóc ra bán này. Các cái chòi ở dưới gì? Không có chòi gì hết trơn. Ngồi một chỗ ngồi. Có dằn cái giọng không? Mình quay nãy thấy em trai đó cô chú chị hô giờ ở dạng không có nhà cửa đó. Bây giờ mình hỏi nó cũng học hành gì nó không biết chứ cô chú chị. Mình quay xuống toàn cảnh với chợ nè cô chú chị. Với chợ cá hồi nãy mình quay đó cô chú chị. Ở này hiện giờ mình với cái vị trí mình đang đứng là đứng cái dốc cầu nha. Dốc cầu là cầu này mình đi qua cái chợ nhà lòng Nằm Mau cô chú chị. Ở đây chợ cá Quan Kinh. Rồi dưới mình quay cái chợ dưới cô chú bà con buôn bán dưới này. Rồi đó có cái trước nãy mình đi vô thôi. Trung Tình quay tới đây xin phép kết thúc video nha. Cô chú chị xem có thích yêu mến Trung Tình thì nhớ cho Trung Tình xin một like và một lượt chia sẻ và cái nhấn chuông để thông báo ra video mới gửi đến cho cô chú chị xem. Rồi một ngày mới xin chúc cô chú chị nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi xin chào, hẹn cô chú chị gặp lại những video tiếp theo nha.